Bạn còn nhớ hay đã quên, câu chuyện về chiếc xe buýt bị mất tích bí ẩn, phần 1 chiếc xe buýt mang số hiệu 375 đã bị mất tích một cách kỳ lạ, gây chấn động toàn Trung Quốc lúc bấy giờ. Đó là một đêm khuya rất lạnh tại Bắc Kinh, Trung Quốc, chiếc xe buýt đang từ từ di chuyển đến trạm cuối là phía công viên Hương Sơn. Lúc này, trên xe chỉ còn 4 hành khách, bao gồm một cặp vợ chồng trẻ, một bà cụ và một người thanh niên. Đêm càng về khuya, càng trở nên tĩnh mịch hơn. Tất cả những gì có thể nghe thấy chỉ là tiếng của động cơ, chim chóc trên đường hầu như không còn người và xe cộ. Vừa qua trạm được hơn 300m, mọi người nhìn thấy ở cách phía trước có hai bóng đen đang vẫy tay để gọi xe. Tài xế không muốn dừng lại, nhưng người bán vé đề nghị hãy cho họ lên bởi thời tiết bên ngoài rất lạnh. Hơn nữa, đây cũng là chuyến xe cuối cùng rồi. Khi xe dừng lại có hai người khách đi lên, chính xác hơn là ba người, bởi vì một người đang được dìu bởi hai người kia. Sau khi lên xe, họ không nói lời nào. Người được dìu kia tóc tai rối bù, đầu luôn cúi xuống. Hai người còn lại mặc áo choàng dài giống như quan phục triều Thanh và có khuôn mặt trắng bệch. Tất cả mọi người trên xe đều vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt ai nấy đều trông rất căng thẳng. Chỉ có bà cụ nghiêng đầu quay lại nhìn ba người ngồi phía sau với vẻ mặt nghiêm túc, chiếc xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước.